Em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú Quyền Linh và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang, năm nay 28 tuổi và hiện tại là nhân viên ngân hàng. Hiện tại em đang sống ở quận 10 và làm việc ở quận 5. Đến đây thì em muốn tìm một nửa của mình. Hy vọng là khi mà ra về em có thể tìm được một nửa đó của mình. Cảm ơn em. Wow, tìm một nửa của mình mà muốn người đó là của mình luôn. Hai đứa về luôn ha. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ha. Em tên là Quỳnh Minh Đạt, năm nay em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12. Đạt làm gì? Dạ làm bây giờ kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu. Tức là mình bán trái cây đó hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu không hả? Dạ đúng rồi. Cái đó là của mình luôn hay sao em, hay là em làm cho người ta? Dạ cái đó là ngành hàng của nhà mình luôn hả chị? Nhà mình luôn. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn. Khuyết điểm thì không có nhiều lắm. Chỉ là hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Hát không hay, nhảy không đẹp. Không sao, mấy cái đó là phải chuyên môn của mình đó. Mấy cái đó không phải khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Dạ. Vậy thôi hả? Vậy thôi, có đơn gì giản nữa hả? Mọi thứ khá là đơn giản. Còn nhà trai? Thôi giờ ưu điểm trước đi anh ha. Rồi. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học. Có nghiệp đại học. Có tốt nghiệp đại học. Đó là ưu điểm đó, đúng rồi. Có ở dơ đồ không? Dạ không, em... Tao đâu ở dơ, tao làm quản lý bán siêu thị mà ở không. Dơ đâu ra thì mà hai. Tao hỏi khuyết điểm đó, thì không có ở dơ là không có khuyết điểm. Là không những không dơ mà ở rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp luôn. Rồi còn có cái tật xấu gì không? Dạ, em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Khi ở một mình thôi. Khi ở một mình, còn hai mình là không hút đúng không? Có người là em hút không? Hút. Được, có người là không hút. Hy vọng hôm nay về có người khỏi hút luôn. Vậy mình có mấy người, mấy mối tình rồi Đạt? Dạ thật sự là có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Khá ha. Dạ. Mối lâu nhất là bao lâu? Dạ 1.5 năm. 1.5 năm. Dạ. Ít nhất là nhiêu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. 3 mối đó, mối nào đậm đà nhất? Mối đậm đà nhất là chắc có nghĩa là chắc mối thứ 3 luôn á. Mối thứ 3 luôn, 3 năm á hả? Dạ, 1.5 năm. Nhưng mà đậm đà 1.5 năm, đậm đà quá sao chia tay? Khi mà trình bày có quan điểm với lại những cái mà phù hợp trong cuộc sống như cũng như là trong việc khi mà kết hôn thì lại không thể đưa ra một cái ý kiến chung với nhau quá. Chỉ có những lúc mình nói tới kết hôn thì không có hợp thôi đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là khi đến giai đoạn đó. Giai đoạn đó, chút xíu mình nói vụ này trước với bên kia nha. Hợp là mình tới luôn. Rồi nhà gái sao, tình duyên sao? Đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu á, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau và tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có. Trời ơi, người thì không có khuyết điểm luôn, tính tình thì dễ thương nhưng mà chưa tìm được người phù hợp hả? Vậy bây giờ em nói luôn đi về cái mong muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Mong muốn của em cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần chiều cao bằng hoặc là hơn em. Ngoài ra thì về độ tuổi thì sẽ lớn hơn em là bạn nam đã đáp ứng được rồi. Và tiếp theo đó là gọn gàng và ngăn nắp, em không thích những người ở bờ bộn. Bên đây quá gọn. Dạ. Và nếu mà được thì biết nấu ăn đó. Có nấu ăn luôn, trời ơi, nãy tao nói từ đầu luôn mà. Dạ đúng rồi, em thấy bạn nam rất là kiểu đúng chuẩn gu của em. Đúng gu luôn nè. Bây giờ em yêu cầu gì em nói theo coi giống bên kia, chứ nãy bên kia nói là giống hết bên đây rồi đó. Một bạn nữ cao tầm 1m60 trở lên là được rồi. Rồi có thể quản lý được, quản xuyến được gia đình, có thể làm được việc
là tôn trọng người cha mẹ, các bậc tiền bối, rồi có phải ứng xử được với lại những người như gì, hoặc là những đứa trẻ em, hoặc là gì đó, có thể ứng xử được với tất cả mọi người, giao tiếp ứng xử tốt đó ha. Dạ. Mời qua cao, để tôi qua đây. Có cao bên đây cũng cao xinh lắm, có xinh mà. Luôn nụ cười rất là tươi, bạn này giao tiếp rất là tốt luôn, không? Rồi. Dạ. Mình có ghét cái gì đàn ông không thích nữa không? Dạ, có một cái điểm mà lúc nãy bạn Nam có nói mà em không thích, đó là hút thuốc. Bởi vì hút thuốc thì nó rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ cho cái người đó mà chính những cái người xung quanh nữa. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà được, em hy vọng là bạn Nam có thể bỏ hút thuốc luôn. Bạn nói một câu rất hay, tức là bạn không hút thuốc ở chỗ nào có người. Nhưng mà bỏ được luôn thì tốt. Đúng, dạ, nếu mà bỏ được thì tốt ạ. Yên tâm, nếu vậy là bỏ được. Còn cái người mà hút ghiền rồi đó, nó khác. Nha. Dạ. Vậy em muốn bỏ lúc nào em cũng ở kế bên, kè kè 24/24 cho chị là bỏ hả? Được không? Ừ, được. Bây giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Ừ. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Nói nghe nè, bên đó chuẩn bị sẵn sàng lấy vợ chưa? Dạ rồi. Lấy vợ giùm mình ở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ, em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng, đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi, thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ, nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp vào đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi, có đất trồng vườn không? Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Tôi còn không có nữa đó. Mình hỏi bạn gái nè, đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến với em trai của mình. Em ruột á hả? Dạ vâng. Trời, thấy em ruột thấy cao cỡ nào rồi ha. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh ạ. Con chào MC Ngọc Lan ạ. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Em thấy anh trai ở đây là cao to ạ. Là rất tốt ạ. Nhưng mà ngon. Có cái khuyết điểm là như đàn ông bây giờ hiện đại là không có hút thuốc á. Cho nên là em xin anh là bỏ muốn được hút thuốc này là được. Dạ, câu hỏi của cái là ok. Ok đúng không? Dạ. Ha ha, bỏ ha. Bỏ. Nhà tôi có trái cây tôi ăn không, tôi không cần hút thuốc gì luôn. Ừ. Rồi nhà, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em luôn. Mẹ em. Xin kính chào Quỳnh Minh và các giả đại Ngọc Lan. Xin chào các thợ, tất cả các quý vị trong trường quay. Mình xin hỏi con một câu. Con có biết làm việc nhà không? Dạ, cái việc đó rất là... Con làm rất là nhuần nhuyễn luôn rồi cô. Từ nhỏ là con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ, việc đó con cũng rất là sẵn sàng. Thông minh, dứt khoát, giao tiếp tốt. Vậy đủ rồi. Đủ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chị kêu tóc cho, chờ xin nha. Bắt đầu đi Đạt. Rồi, tiến tới. Đi lại. Tiến lại luôn Đạt. Anh có quà để tặng em ha. Dạ, em cũng có một món quà tặng anh. Rồi. Mở 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 quà ra coi cái gì. Một chai nước hoa đến từ Hoa Kỳ. Ý nghĩa quá. Được không? Dễ rất là thơm. Trời, thơm tới tấp rồi. Dạ, đây là cái quyển sách có cái tiêu đề là Tôi không thích ồn ào. Và nó phù hợp với tính cách của em. Và em nghĩ là anh cũng phù hợp với cái quyển sách này. Anh cao một mét bao nhiêu? 77 em. Ồ, không sao, 77 là hơn em rồi. Em chỉ có 1m7 thôi. Đối với anh thì anh nghĩ tình yêu như thế nào trong cuộc sống hiện đại bây giờ? Tình yêu là sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu. Và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ vâng, thì đó cũng là cái ý nghĩa mà em cũng đang hướng đến. Đó là sự tôn trọng giữa hai bên. Và quan điểm về con cái thì
đối với em thì con cái sẽ không có quan trọng là nam hay nữ nữa, bởi vì trong xã hội hiện đại mà. Nhưng mà nếu mà con cái thì mình nên có nhất hai trẻ thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về tài chính của sau hôn nhân ấy, nhưng mà riêng quan điểm của em về cái vấn đề này là tiền của ai người đó giữ sẽ không bị ảnh hưởng, hoặc là sẽ không có bị trách móc nha. Những cái vấn đề mà hiểu là mà tiền bạc thì nó không có nên cho cuộc sống. Bây giờ anh nói vậy ha, về vấn đề tài chính thì trong gia đình anh có thể lo được. Tiền của em làm, em cứ giữ đó và em có thể lo cho gia đình em, ba mẹ đi. Nhưng mà có thể một ràng buộc một vài trách nhiệm cho em là em có thể, ví dụ như 3 tháng, 4 tháng em phải mua những cái đồ dùng trong gia đình, xà bông hay cái gì đó, để có một sự trách nhiệm đối với gia đình như vậy thôi. Dạ, yeah. Thì cái việc sống chung và sống riêng em không muốn gọi là tách bạch ra, nhưng mà ý là cái ngôi nhà mà mình sẽ sống ấy, sau khi kết hôn thì cái ngôi nhà đó nó không phải còn là của mỗi gia đình anh nữa, mà nó cũng có thêm em vào trong đó, đúng không? Đúng. Thì em cũng là cái người có trách nhiệm đối với cái ngôi nhà đó của mình. Thì mình cũng có thể là mua sắm cái đồ dùng trong gia đình, tại vì đó là cái nơi mình sinh sống mà. Chứ không phải là đặt nặng là vấn đề tài chính là của anh hay là tài chính của em, mà là cái ngôi nhà của chung thì chúng ta phải lo công bằng lẫn nhau, đúng không? Em là em thích sự công bằng và thẳng thắn lẫn nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, em thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên. Thật ra mỗi bạn quan điểm đều đúng hết, cách nói nó hơi khô thôi. Anh nghĩ là không sao đâu, vấn đề đó các bạn sẽ cân đối được. Và sao có mẹ ở đây mà. Tôi không ý kiến trong chuyện này, tại vì... Còn nếu tiền bạc mà có gì lấn cấn để tôi giải quyết cho. Bây giờ anh muốn các bạn đến với nhau, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem cảm xúc nó như thế nào. Nào, nắm tay bạn gái. Dìu bạn gái đứng lên nào. Dìu bạn gái đứng lên, đó. Đó. Về nãy giờ những gì em nói thì anh cũng thấy em là một trong những người anh nên tìm. Thì nếu mà được thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em và để đi xa hơn. Dạ. Trong cuộc đời sống này. Dạ vâng. Vẫn nắm tay hát cho nhau nghe một đoạn bài hát nào đó. Cùng Samarika han chipe isa abakom omakom ekikom abakom mun tung tung he Oma cơ mùa na sinh hê Ê ghi cơ mùa na mô cú giáo hoa Ư sư cha đàn ta. Hát tiếng Hàn, mình đáp tiếng Hàn đi. Sara nghe Sara nghe là gì? Hiểu không? Ta có thể nói vui, có thể đùa với nhau. Nhưng đã đến lúc các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem con tim mình có thực sự rung động hay chưa? Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau đi. Nắm cái chen tay vào với nhau. Đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau. Đừng buông tay ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi, chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Điểm của em thì tính cũng hơi nóng, mà hiện tại bây giờ em khắc phục được rồi. Còn về vấn khuyết điểm là trong công việc thì em hơi nóng tính, rụt rè trước đám đông. Em nấu ăn cũng tạm được chứ không được ngon lắm. Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Ở dáng này nữa nè. Thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Ôi. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Mời nhà trai. Mời đi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Bảo Toàn, sinh năm 1988. Quê ở đâu? Dạ, quê gốc thì ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Toàn đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em làm công việc kinh doanh mua bán nhỏ. Đang ở ngoài Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Bà Rịa, Vũng Tàu luôn? Dạ. Mình ở ngoài đó với ai? Ở hiện tại ở bố. Còn mẹ thì đang ở quê. Ở với bố ngoài đó thôi? Dạ. Có hai bố con thôi hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Cẩm Nhung. Em sinh năm 1991.
Hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại Bình Dương, công việc của em là nhân viên văn phòng. Bây giờ chúng ta biết nhau sơ sơ vậy rồi ha. Chúng ta nói về ưu điểm và khuyết điểm đi, nhà gái. Dạ, ưu điểm của em á, tính em thì là hật hà, chịu khó, siêng năng trong công việc. Em là người biết lắng nghe, biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Còn về vẫn khuyết điểm là trong công việc thì em hơi nóng tính, rụt rè trước đám đông. Em nấu ăn cũng tạm được chứ không được ngon lắm. Rồi, mời nhà trai ạ. Dạ, ưu điểm của em á, là hòa đồng, vui vẻ. Thấy những người mà kém may mắn ở mình á, em giúp đỡ người. Rồi khuyết điểm là gì Toàn? Khuyết điểm của em á, thì tính cũng hơi nóng, mà hiện tại bây giờ em khắc phục được rồi. Với lại cũng hay quên. Hay quên. Dạ. Mình kinh doanh, mình chở hàng là gì Toàn? Dạ, em kinh doanh thịt gà. Thịt gà đó dạ. Rồi còn làm gì nữa không? Thì rảnh rỗi em ra phòng gym, em tập gym, rồi em có dạy thêm nữa. Tại vì em có cái nghề personal trainer. À, tức là dạy thêm tại phòng tập gym đúng không? Dạ. Về công việc cũng nhiều đó. Bây giờ em nói một chút xíu về đường tình duyên cho bên nhà gái nghe đi. Nói về tình duyên thì từ trước đến giờ em chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Hai người thương nhau mà rốt cuộc cũng kêu cha mẹ đồ tới á. Rồi xong rồi do họ nhà gái người ta có hướng ngoại nên là người ta không gả cho mình. Không gả cho mình. Dạ. Yêu nhau mấy năm? Cũng được 3 năm. Yêu 3 năm rồi tới đó là dứt luôn. Dạ, có một hôm là lúc đó em đi làm ở trên Sài Gòn. Lúc đó thì em ấy không có điện thoại, thì em mới mượn điện thoại của bạn á, có tạo tài khoản trên Vinmi á, kêu em lên đọc cái blog của em viết trên đó. Em mới lên em đọc, lúc đó em cũng chưa có điện thoại, mấy điện thoại sắp mất thôi như giờ. Chứ kỹ rồi em cũng ra em đọc vậy, tạo tài khoản em lên em đọc. Khi mà em đọc cái tới cái giọng chữ là em đã đính hôn với người khác rồi. Lúc đó là trái tim em nó tan nát hết. Rồi giờ em cũng không biết làm sao luôn, thì cứ sụp mặt xuôi thôi. Em cũng mất 4 năm để mà quên một mối tình. Dữ vậy hả? Dạ. Vậy là em người đàn ông chung thủy đó. Người ta lấy chồng rồi 4 năm sau mới quên được mối tình đó. Dạ. Bây giờ là tới năm thứ mấy rồi? Hiện tại là năm nay là cũng đâu 6 năm, 7 năm rồi. 6, 7 năm rồi. Dạ. Mà nhắc là mối tình đó gần như em cũng đang cảm động đúng không? Dạ. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ thôi mình sẽ đi tìm một cái mối tình mới. Và hy vọng rằng với cái sự chung thủy như em nói như thế, nó sẽ giúp cho người phụ nữ họ yên tâm hơn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ thì em cũng trải qua một mối tình thôi. Mối tình của em cũng kéo dài cũng khoảng là hơn 6 tháng là kết thúc rồi. Có cái gì đậm sâu không em? Cũng chưa có gì đậm sâu hết chị. Không có gì đậm sâu, bên đây nhà gái đơn giản lắm. Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào? Em mong muốn có người bạn trai á, trước tiên là phải chân thành. Thứ hai á là có công việc ổn định. Thứ ba là biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Em có cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em nói rồi chị qua chị hỏi rồi có em không? Thích một chàng trai hút thuốc với lại gia trưởng. Rồi. Cố chấp. Hút thuốc gia trưởng cố chấp đúng không? Hút thuốc. Gia trưởng thì em không có, nhưng mà hút thuốc thì em có. Ồ rồi kìa, ở dưới người ta ồ rồi kìa. Em cũng nói với thâm tâm, với nói với bản thân em rồi, khi mà em có vợ thì em sẽ cố gắng em bỏ. Có bạn gái là mình bỏ đi chứ đừng đợi tới có vợ. Dạ. Ha, bỏ từ từ ha. Dạ. Được không? Người ta nói người ta bỏ đó. Ok ha. Với lại em ấn tượng với những bạn nam mà cao trên khoảng 1m7. Đủ thí dụ bên đây 1m6 rồi sao? Bên kia là chắc không tới rồi. Nhưng không, quan trọng là tính tình rồi. Nếu mà em đặt tiêu chuẩn nó lên cao. Đúng. Đúng. Nói thôi chứ bên đây cũng cao rồi nha. Tôi qua tôi xem đàn gái coi. Em chào anh Quyền Linh. Dễ thương, cao ráo, trắng trẻo, đẹp gái ha. Như người mẫu ạ. Như người mẫu luôn. Bây giờ là gì? Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Nếu mà cho hai người thời gian tìm hiểu thì em nghĩ chắc khoảng trên 6 tháng. Trên 6 tháng, được. Hợp lý. Trên 6 tháng được, hợp lý. Giờ để qua đây hỏi coi. Dạ, chào chị. Ta nói trên 6 tháng là ta có thể kết hôn được ạ. Em thì thời gian của em thì 1 năm đảo lại. Rồi, cũng hợp lý luôn. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình là gì nè? Mẫu hình lý tưởng nói chung là không cân đối, không cao, cũng không thấp, không mập, không ốm là được. Bên kia như người mẫu vậy. Được, nói chung là ổn rồi đó. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại em gái của em. Nhìn là biết rồi. Dạ, em chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Dạ, chào khán giả truyền hình. Em thấy nhà trai như thế nào nè? Dạ, em thấy anh bên nhà trai khá là điềm đạm, chững chạc,
rồi sống rất là tình cảm. Hợp không? Ok không? Em thấy cũng khá là hợp á. Em cũng mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể là tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, nhà trai mình đi với ai? Dạ, hôm nay đi với dì. Dì ruột. Dì ruột, dì như mẹ rồi. Toàn ơi, dì thấy cô gái bên này cũng được. Dạ. Thôi rồi con cũng cho cơ hội hai đứa tìm hiểu với nhau. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Mở rào. Mở đi. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Anh có món quà nhỏ nhỏ gửi tặng em. Dạ, em cũng mong. Mong em nữa. Dạ, em có món quà tặng anh. Hy vọng anh thích món quà này. Rồi, cảm ơn em. Với cái nghề của mình đó, bây giờ là Toàn có thể tạo dáng hình tập gym thế nào cho em gái thấy thể hiện của mình sáu múi thôi. Bây giờ có thể vừa hát mà vừa tạo dáng. Vừa hát gì hít đất được không? Ừ. Cái này hơi căng. Ví dụ như nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về, thí dụ vậy. Thử xem nào. Cứ bước trôi qua một ngày, mây biến thế nào là yêu. Một ngày trôi qua lặng lẽ nhưng trong anh rất nhiều điều. Cứ lớn lên trong anh từng ngày, cứ lớn trong anh từng phút. Khi anh được ấm áp bên em, những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một ngờ trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói là chia tay, anh sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em. Dán này nữa. Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghe cũng đủ rồi. Dễ thương mà. Sao em gái thấy được không em gái? Mút xồ như vậy là có thể bảo vệ được cho mình đó cô gái à. Em thấy anh này cũng khá là điềm đạm. Anh thấy em thế nào? Có đúng như đối tượng mà anh tìm kiếm không ạ? Thấy em thì vẻ bên ngoài là rất hiền, cũng cao cũng ra cũng đúng cái đối tượng anh cần tìm. Nói chung là anh thích. Thời gian rảnh á, anh hay làm gì? Thời gian rảnh hầu như là anh bít thời gian. Buổi sáng anh đi giao hàng, rồi chưa về anh tự anh nấu cơm anh ăn. Công việc nội trợ anh làm được hết. Là hiện tại anh đang sống với ai vậy? Với bố. Với bố hả? Chiều thì anh mới rảnh, anh mới ra phòng gym anh tập. Tập xong rồi anh về, xong rồi cũng cơm nước. Tối hai bố con ăn xong, nằm xem điện thoại tí, ngủ, dậy. Hết ngày. Ê, mình nói về chuyện hẹn hò đi. Ừ. Hai bạn ở xa nhau hay gần nhau, rồi mỗi lần muốn gặp nhau thì như thế nào? Giờ giấc hai bạn ra sao? Thì em ở đâu? Em ở Củ Chi anh. Củ Chi. Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở Bà Rịa, Vũng Tàu, quản lý địa. Khoảng cách thì nó cũng hơi xa. Thu thì xếp, chủ nhật hàng tuần em có đi làm, em có được nghỉ không? Thì em làm việc giờ hành chính không mà, nên chủ nhật em cũng khá là đánh. Nếu được mình cho nhau cơ hội thì chủ nhật anh sẽ xuống thăm em hàng tuần. Thực ra Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xa, với lại em còn đi du lịch nữa. Nào bây giờ bước tới. Đã. Hợp lý, hai người cao cũng... Đây tao có dài, luôn. Không sao. Hai người nắm tay với nhau nào. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai có thể nói những cái lời chân thành nhất mình suy nghĩ về bạn gái. Lần đầu tiên thì cái mẫu người bạn gái anh thích đó là hiền, dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Thì đến đây thì anh cũng gặp em cũng y chang vậy, nãy giờ nói chuyện nhỏ, hiền. Mình có thể mình cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu một thời gian, nếu được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn mà nếu như không được, mình có thể làm bạn nhau. Mình có thể làm bạn nhau. Bây giờ là lúc hai bạn lắng lòng mình lại. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3.
hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đúng rồi, đẹp đôi đó. Mời nhà trai. Em xin chào nhà gái. Chào cô gái. Rồi bây giờ có nhà gái qua ra rồi đó. Bây giờ mình giới thiệu mình lớn lên cho gà gái nghe nè. Dạ, em xin chào Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Long, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng. Và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày. 2 ngày, Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ, em làm kế toán. Quản lý kế toán hả? Dạ. À. Mình ở Tây Ninh có mình hả? Dạ, ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mấy anh em đó luôn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng hả Kiều? Dạ, em ở Đà Nẵng. Rồi, bây giờ sát bên. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều 32 tuổi Đà Nẵng. Còn Đạt 33 tuổi ở Quảng Ngãi. Rất hợp lý. Kiều làm cái gì Kiều? Dạ, em làm công việc bán thuốc anh. Hả? Dạ, công việc bán thuốc anh ơi. Bán thuốc hả? Dạ. Mình bán đâu Kiều hả? Bán thuốc. Dạ, em bán ở quê luôn chị. À. Ở đâu? Bán dạ, quê em luôn. Bán ở Đà Nẵng luôn anh. À, Đà Nẵng luôn hả? Từ Đà Nẵng vô đây hả? Dạ. Rồi, thôi chuyển cái tối cho Đà Nẵng thôi. Rồi, mình nói về ưu điểm của mình đi Kiều. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. À, còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Hơi ngang bướng hả? Bên đây vui vẻ hòa đồng với hơi ghen chút xíu thôi. Dạ. Nhà trai sao? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm nhược điểm gì? Không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm em. Thôi bỏ nói rồi chứ. Giờ dạ, ta phải rượu bắt cả ép. Dạ. Không sao đâu. Mình không uống là tốt á. Uống là vui tí thôi. Dạ. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng, học ngoài đó 4 năm. Rồi sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Học Đà Nẵng 4 năm học gì à, em? Em học đại học ngoài đó. Đại học ngoài Đà Nẵng hả? Dạ. Tôi mới sinh ra nên mới 2 ngày gặp ở Đà Nẵng rồi. Biết đâu còn sao gọi Đà Nẵng thì sao đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, rồi công việc. Công việc của mình đó thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. Rồi, đâu có tiền là mình có mặt đó đúng không? Dạ. Bây giờ thì nói về tình duyên đi. Dạ, tình duyên thì em nói thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Thì lúc trước làm trên kia đó thì kiểu như thì mình em cũng thích người ta thì bình thường là em cũng nói, nhưng mà khi mà gặp trực tiếp đó, thì nhiều lúc là đa không nói được, hoặc là nhiều lúc là kiểu như suy nghĩ máy nói làm kiểu như người ta thấy nó quá lố đó, người ta không thích. Còn mình có những bạn thì cũng ái thì kiểu như tỏ tình với em mà em thấy tính không hợp, với lại em thấy không có sự chín chắn lắm, mà em thì không muốn trễ cái thời gian hái của người ta thì em từ chối và em tránh không có liên lạc nói chuyện. Rõ ràng ha. Dạ. Mình không thích là mình nói luôn. Dạ. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Từ chối chi vậy biết. Thì tao học từ chối luôn sao? Đây là coi như nguyên vẹn nha. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. Quen xa quá cho nên hơi chia tay hả? Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ em quen một năm rồi chị. Quen một năm rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng được một năm rồi chị. Bên đây cũng đơn giản lắm, quen một năm mà phải yêu xa nên không tới. Cũng như không, quen một năm yêu xa thôi, chắc lắc luôn rồi. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn một xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa một xíu cũng không sao. Bởi vì trong tình yêu mà, hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia, đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Chắc chắn như vậy hả?
thì không, bởi vì em cũng có tính nha, nhiều lúc là em không có giữ trong làm có gì em nói, nếu mình nói đâu là sao xong đầu, nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất làm, kiểu như nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này dễ mất lòng lắm á, giống dạ, như mới là lòng lan chị mập quá vậy, vậy. Sâu quá ghê không, mấy cái đó thì không, nhưng mà nhiều lúc đơn giận giận á, ví dụ đơn giận với nhau thì nhiều lúc nói, cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Mình có cái hình mẫu. Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được, và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. Rồi. Không có cô gái nào xấu chứ. Đúng. Cô gái chị rất xinh. Chỉ có quá xấu với không biết làm đẹp thôi. Thôi tạm giả. Chịu muốn bỏ nghề. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì, chỉ cần yêu thương chân thành, yêu là được, hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được, lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Đơn giản vậy thôi. Vậy thôi thôi, để gặp nhau đi. Không nói người thân. Người thân đi nha. Đi với bạn. Bạn ơi. Khách. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây, thì chị bên đây là người, theo em nhìn đó là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình. Chị ấy nhìn rất là chững chạc. Em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt. Thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh trai. Kêu đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. Chị ha. Chào chị, chị đồ kêu hả? Dạ chị bà con. Chị bà con. Chị nói với chị. Chào Quyền. Được rồi chị. Chào Quyền Linh, Ngọc Lan, mình là chị của bạn Thanh Kiều. Mình tới đây là để ủng hộ bạn, tại vì bạn từ ngoài Đà Nẵng vào đây có một mình. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện ấy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn đó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì em gái của em thì cái tính nó cũng hơi ngang. Hơi ngang. Hơi ngang. Đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau, để là có gì nếu mà có cơ hội thì tụi mình tới với nhau nó hay hơn. Dạ, cảm ơn chị. Thôi. Mở ra. Bắt đầu nha. Đã. Cho em, hỏi em yêu thương để em xuống. Mà mình đi về là mình thôi. Tôi nhớ thẳng lưng á. Rồi, tấn công đi chàng trai. Có món quà nhỏ. Tết mình đeo lên. Trời ơi. Thầy trái hả thầy phải? Đứng xích qua đây. Rồi, hai bạn. Anh đây thầy phải. Quá chạy. Trật tiếng có bài hát, tiếng vòng cầu hôn. Vòng tay cầu hôn tình yêu của rùng. Anh. Rùng dữ vậy. Em có quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi, hai bạn quay mặt nói chuyện đi. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Thì hồi nãy giờ đó, qua cái trao đổi và cái thông tin đó, thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng, hoặc là mình sẽ không nói lại, bởi vì khi mình nói lại đó thì thường là mình sẽ đấy. Cho nên khi mà nhiều lúc bận ngon hay bận gì đó thì lúc đó có thể mình sẽ chọn im lặng để từ từ nó qua.
và không có thông tin nào riêng đấy. Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Thanh Khê, hồi xưa mình học cũng ở đó. Và chị anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới về lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Thì... đi bộ ba khắp nơi luôn á. Không, nếu nói về đi thì em đi cũng khá nhiều rồi, từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Bây giờ nói cho nghe về quan thì hôn nhân gia đình thì nghe đi. Quan điểm mỗi bên đi. Thì quan điểm của em hôn nhân đó, thì cái đó là cái sự đồng thuận của hai bên. Và hồi nãy em có nói có sự nhường nhịn và son sẻ nhau, chứ không phải là của người này hay của người kia, mà nói là của chung gia đình. Và quan điểm của em đó thì ví dụ như em thì em cũng không rượu bia gì nhiều, không rượu bia, cho nên em đi làm thì em chỉ về nhà hoặc là đi uống cà phê đó thôi. Còn liên quan mà ví dụ lương của em đó, thì nếu bọn nữ muốn thì em sẽ đưa, em cũng không giữ, bởi vì em cũng không có tiêu, không làm gì nhiều. Nói chung là nếu mà tìm hiểu được thì mình xác định tới. Còn nói chung là yêu hay sao thì phải tôn trọng, hiểu nhau, chia sẻ công việc cho nhau. Bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Người Đà Nẵng đó. Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó, thì em có thể sắp xếp cuối tuần chủ nhật em ra đó, có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần. Và khi thời gian mà xác định đó thì có thể em sẽ chuyển. Nếu tùy theo u binh bạn nữ. Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Nha Trang, rồi người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Hà Nội v.v. Nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Đấy, nói cho bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường nó không xa gì. Biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau, là không có gì trắc trở. Cho với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không khó gì đối với bạn ấy. Thành ra là đừng có lo lắng gì cả. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau và có yêu thương nhau không thôi. Thành ra sợ em gái lo lắng cái chuyện đường xá xa xôi thôi. Yêu xa thôi. Yêu xa, chia tay đó. Đó. Thì bởi vì nãy giờ ngồi có vẻ hơi căng thẳng đúng không? Em thấy sao? Nói chung là mới gặp nay cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Đó. Em hỏi đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ là hai đứa mình yêu nhau tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu? Cái này đó, nếu yêu nhau mà thấy hợp đó thì chỉ cần bọn nữ quyết định thì bên em giờ nào cũng được. Giờ nào cũng được luôn. Thấy chưa? Dứt khoát giờ nào cũng được hết. Cô gái thì hơi ngang bướng hay gọi là hơi lì chút xíu á, em có chịu được không? Dạ thì nói chung là mình sẽ chịu được, nhưng mà sẽ cũng sẽ có đau lúc đó, bởi vì không ai hứa trước được gì, thì lúc đó thì mình phải cố để qua thôi, bởi vì nó là sóng gió của cuộc đời mà. Em gái thấy sao? Hả? Em thấy cũng được. Còn vấn đề lo lắng đúng không? Em lo lắng cái gì thì em nói thì để em may ra chị với thằng Linh có thể giải quyết được. Có thể giải tỏa được cho em. Nói chung là quen xa nên em cũng hơi còn ngại vậy. Vì ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tính không quyết liệt không? Dạ nếu mà quyết định đó, thì ngay liền không được. Nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể di chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau vài tháng thôi là chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi không sao đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn cho nhau cơ hội. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn ấy rất là quyết liệt luôn đó. Thật ra một con người mà rạng lĩnh như thế cũng khó lắm nha. Đã yêu là dời luôn. Đúng rồi. Mà kế toán thật ra là cũng rất là chủ động trong cuộc sống, rất là hay luôn. Mà bạn ấy đã từng đi rất là nhiều nơi, để bạn nói đó, nhiều nơi lắm. Em từ Đà Nẵng bay vào luôn hả? Dạ.
Vấn đề là cái tính cách hay là tất cả mọi thứ có phù hợp hay không thôi. Rồi bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Bạn trai đứng lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Tâm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đúng hai rồi. Tay bên kia luôn. Rồi, mình đó, đó mình cầm như vậy. Mình thấy thì sao? Bên này cũng chưa yêu. Lật đầu. Đó, đây. Lật đầu nắm tay. Đó, rồi. Nắm vậy nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô. Trời ơi. Lần đầu em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Còn thấy chưa? Gật nhẹ quá không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà trai tôi chưa yêu lần nào hết trơn á. Nhà gái dù sao cũng có mối tình rồi. Thật ra người này khó tìm lắm. Bây giờ á 17, 18 yêu hết trơn rồi. Dạ. Thấy không? Yêu tới cái gì luôn á. Tới cái gì thấy không? Thành ra giờ đây là người trong trắng ngây thơ, chưa có kinh nghiệm gì yêu. Mà yêu là yêu quyết liệt. Yêu không buông luôn nha. Không kinh nghiệm yêu nhưng kinh nghiệm sống. Đúng rất rồi. Là nhiều. Bây giờ nè, em trai nói những cái gì, suy nghĩ về người đối diện, em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện, em cứ nói hết lên, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Chinh phục người ta lên nào. Nói gì nào. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đâu thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại. Thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và nuốt cái tương lai, cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Hát tặng bài luôn. Cái hát thì thật chắc là em nghe nhạc rất là nhiều nhưng mà em không thuộc được cái đoạn nào. Câu thôi, cho nó có cảm xúc. Vì Quảng Ngãi mình ơi. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em trong quen tàng ngày tặng. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Bài đúng không? Thật sự á, anh nói á, em trai rất là chân thành luôn đó nha. Em đừng có lo lắng điều gì hết á, mở lòng ra đi nha. Rồi thôi được rồi, mình về ghế mình ngồi đi. Quyết định là do em thôi. Những gì nhà trai đã nói hết rồi, nhà trai đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu em cảm giác đây là một người mà em có thể cho họ một cơ hội để tiến xa hơn, 2 tháng sau họ về Đà Nẵng luôn ha, thì em cho cơ hội. Còn nếu không thích thì không cần bấm nha. Không có gì ép buộc con tim mình cả. Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Để tay vào đi em gái. Đại chú quên. Lo nói bên đây, quên bên đây. Kiều Đạt ha. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ sau khi đưa ra quyết định, bởi vì đây là một cái quyết định, nó là một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Không, nào, nắm tay đi nào, chính thức mình hẹn hò đây. Anh chị nắm tay là anh trai. Để vậy đó, để vô. Nó chưa có yêu lần nào, nắm chặt vô. Không có buông nhau nha. Không. Cô gái này hơi bướng một chút. Nhưng mà chị nghĩ là với cái sự dịu dàng của em, với cái sự quyết liệt của em sẽ chinh phục được cổ. Quyết liệt lên. Một nụ hôn đầu tiên nghe má ra. Để nguyên đầu tiên, từ từ đầu tiên mà lâu lâu một chút. Hít vô. Hít vô trong cái chuyện gì vậy? Mình hát tình cảm vô
không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em cầu đó, nó hát giật mình luôn á. Không biết là không cần biết em là ai, không cần biết em là ai, nhớ hát cái câu đó kỹ là em biết đâu giờ em hát dở, em đâu có hát đâu. Không phải hát dở nhưng cái thái độ hát đó em không biết là nó không có biết, nhưng mà cái không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Làm ơi, thôi đi ông đừng có ô về, thằng nhỏ không có hát như vậy. Choáng luôn. Thôi. Không cần biết em là ai, tình cảm vô nha. Nó chưa yêu lần nào, tội nghiệp lắm. Tôi luôn, bên gái, ha, bên nhà gái bấm tôi hạnh phúc luôn á. Tôi hồi hộp. Thì có, ráng nghe em gái, anh năn nỉ em á. Anh thấy tự nhiên thấy quý người đàn ông này đó. Nha. Tụi em phải cố gắng lên, cố gắng lên nha. Tụi em còn rất trẻ cho nên có thể có nhiều cái tụi em chưa có va vấp. Nên khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống này nè, thì là mình sẽ có rất là nhiều cái va chạm, mình sẽ còn nhiều cái cảm xúc khác nhau nữa, cho nên là phải cố gắng thì mới có được nhau nha. Lo lắng chăm sóc quan tâm cho em gái, ngược lại cũng thế ha, yêu xa không có quan trọng, đâu có xa đâu, nhiêu đó đâu có xa, có cả ngàn cây chứ nhiêu đâu có xa đâu. Nhưng mà bây giờ cái hệ thống xã hội, mạng xã hội nó nhiều lắm. Đúng rồi. Gặp nhau hàng ngày, nhắn tin, FaceTime, Zalo, Facebook, chúc xuống sinh liền ha. Ha. Nhớ chưa? Kẹt lắm tôi gửi xe Tây Ninh, bánh tráng trộn Tây Ninh, nó gửi xe đò về Đà Nẵng cho ăn riết ghiền ha. Tới chừng nào đó mình về luôn. Được chưa? Thấy vui không em trai? Này nó hiền khô thiệt á. Con muốn nói gì với gia đình không? Gia đình đang coi tivi ở nhà. Ma má ơi, con có người yêu đâu hả? Người yêu đâu đời, nụ hôn đâu đời, không cần biết em là ai, không cần biết em là ai. Không dám nói gì đâu.